Tân xin chào cô chú anh chị đang xem trên kênh vlog của Tân nha. Thì hôm qua đang có quay mà chợ cua bà con rẻ quá trời, thì hôm nay cũng rất là nhiều cô chú anh chị điện hỏi mua cua, mà bữa nay thì chợ thứ bảy nên Tân không có mua cua được, tại vì nó giá mắc quá. Lúc mà Tân mất làm đó thì điện khoảng lúc 2 giờ đó, mà mấy bên chợ cua nó lại trái cua giá cao, nó không có giá rẻ nên Tân không có giao cho bà con được. Thì Tân cũng thường nói với bà con là cái chợ thứ bảy chủ nhật đó là chợ tiệc đó, nên mấy cái ngày đó thì hải sản nó hay lên cao lắm, nên bà con muốn ăn thì giá hơi rẻ rẻ, mình cân nhắc những cái ngày này nha. Còn nếu mà có tiệc á, bà con đặt mà có tiệc á thì cái đó là cần xài, thì bà con nên dặn sớm, ví dụ Tân tối lại dặn dựa người ta để cho nó có đồ, còn không thì mua trễ trễ, dặn trễ quá cũng không có đồ để mình làm tiệc thì nó quan trọng hơn. Thì còn số anh với mấy cô rồi dặn Tân cô cá dứa mà ông Tèo không hứa hoài cũng chưa có, nên Tân chưa có đi đem được nha. Thì bữa nào có thì Tân gọi lại. Ngày bữa nay có dẫn mấy người đi mua đồ ở trong chợ thôi à, thì có dẫn cái cô đi mua tôm hùm giá rẻ bà con, thì đi vòng vòng quay cho bà con mình xem nha. Nói chung bữa nay Tân cũng đồ ế quá trời ế, cá lóc thì mấy ngày thứ bảy chủ nhật này ế lắm. Thì giờ mà bà con cùng đi theo Tân nha. Ở đâu bán? Tôm về lột da đúng không? Tôm này mắc không? 200 mấy hả? 230. Thấy ghê, 230 luôn. Bó tay à, bữa nay nghỉ xài đi, bữa nay quá trời mắc rồi. Mắc nước. Ôi ôi. Cá này nhiêu cá? Cá nhám. Này con bự không ạ? À? Này lâu lâu mới thấy lên bữa nha bà con, không có hoài đâu. Bữa. Nhiều không biết nữa. Ui. Má mở vô túi coi ổng nè. Ai thích tầm á, mở con này à. Thấy ổng bắt là tầm. Này bắt là tờ. Trời ơi, kêu giá hết hồn luôn. 230 ngàn. Con thùng hả? Nãy con thùng rồi hả? Cá này nhiêu khá? Đây nè. Ủa rẻ hả? Này đẹp nha. Cái này cái năm tiếp tục của mẹ ơi. 50 ký hả? 50 ký được á. Đóng 2 thùng quá. Mẹ nhiều quá ta. Nói lại đi. Nó mua hết rồi. Mặt này đóng dưới bao ok vậy, mặt đẹp không mà. Này là gửi về Bến Tre nha bà con. Chị kia cho nấu tiệc. Hôm nay chợ thứ bảy mắc nè. Gài mực nang ít. Gài dài trên kia không có nang. Rồi giá 6 mấy ký quá. Hả? 50 hả? 60 ký. Nang lớn này nó dài hơn. Đi gom đồ gà không có lên mực nang, mua mực nang nhiều lắm á, mua mấy chục ký đi gom. Hôm nay đồ mắc quá rồi, đi gom đồ đấy bà con, mua mấy chục ký nang cho gửi về cho cái chị với Bến Tre thôi à. Bữa nay đồ mắc quá, nay hồi hết trơn, mấy người kia tôm đất cũng vậy, 230 luôn. Vừa bán hoàng là bán đồ mực câu,
4 giờ mấy giờ mà đồ đi không lọt luôn. Quá quá bóng tượng rồi. Nay bông lau mắc không? Bông lau rẻ. Rẻ hả? 20. Trời ơi. Tụt hai da nó quá trời luôn mà bữa kiếm không ra. Đi gom đồ, gom đồ nay, nay mối không có xài rồi. Trời ngon quá trời luôn. 100 ngàn. Ừ, không nói đi 100 ngàn mà mối kiếm không có. Trời ơi, mối ngon quá trời. Mà tử cái ngon hả? Mà tử cái chẻm hả? Này làm như vàng ta về xào cải chua ha. Xào thơm hả? Ồ. Hỏi mấy chú kia mua 3 cái máy. Hôm nay không có điện nè. Bao tử này phải dặn trước mà bữa này mấy ngày cuối tuần cũng ít lắm. Còn cái trình không hai con à? Ồ. Cá tầm bữa nay đi qua giờ đó mà còn không có hàng luôn. Chép bữa nay cũng cháy luôn à? Hả? Cá mú cũng cháy luôn à? Đó mấy ngày thứ bảy chủ nhật là mấy cái đó là nhà hàng đồ xài nhiều mà con tiệc á, nên dặn lúc người ta dặn qua 1 giờ mà không còn đồ luôn. Người ta chờ mối người ta không à. Mình lâu lâu mình mua lẻ phải tranh thủ. Đậu hôm. Mà đậu hôm nó mặn quá. Đồ thứ bảy chủ nhật là nhận đồ thì cá trình đi, cá trình không có mối dặn à. Thứ bảy chủ nhật này nhận đồ hơi bấp bênh, nó mua khi không có đồ. Quay luôn ở đây hết luôn, ít ruộng hả? Còn mà đây bán ít ruộng nè, hết ít ruộng rồi, ít ruộng nó ràng quá ít không. Mùa nắng mà. Bảy ngày hết bà tuột rồi hả? Hết bà tuột rồi. Để vô Cúc Yến dẫn cái cô này mua tôm hùm mới còn ha, không gầy à. Có nhiều người hỏi mà không có đi vô mua. Nay sáng không biết còn không, cái bu bu gì đây. Tôm hùm sổ nè bà con. Đây, tôm hùm còn. Nhiêu chị? Nhiêu. Có 3 rưỡi đây đi. Bán đi. 7 rưỡi nè. 6 rưỡi. Này chúng 600 rưỡi. Bao không? Bao không? 700 ngàn đó, bán 6 rưỡi này. Lấy 3 ký. Like cho bà con người ta biết chứ, bắt con bự. Đây vừa Cúc Yến nha bà con. Nó lớn như rồi. Bắt bự bự á chị. Đây bắt bự cho này tao không có thời gian lên quay với bà con này, bữa nay có cô này 650 bữa nay chạy chủ nhật thứ bảy nha. Bu nè, mấy người này đang bu để mua gọn này. Tối nay giữ nè. Chủ nhật mà nó khác, bữa nay mới thứ bảy thôi. Ở dưới nữa nó to hơn nữa đó. À, bác mấy con to to đi. Ừ. Mấy bữa ông ăn mua có 600. Cái này thứ bảy. 3 ký thôi nha chị đẹp. Đủ rồi vô đi. Lẻ đổi. Sổ luôn. Bây giờ tôm hùm ghẻ rồi, ăn cái này cho nó sang. Ăn này sang. Quá bố hoài, mua đại đi. Cho tính tiền đi vậy. Vô trong á. Đó, dẫn cái cô đó đi mua đồ. Thích kênh của Tân lắm giờ. Mai sổ nè.
Đây ngay giữa Cúc Yến nha bà con. Hên quá bữa nay đi giờ này còn. Còn bữa hết sớm à. Hầm này hầm xanh hầm bông vậy? Hầm xanh nó bông bông tép và da nó giòn cụm nha. Vậy hả? Không phải vậy nhưng tôm đâu. Ngon lắm, lắm là nó thịt. Đấy, hai nhân rưỡi thôi. Được, được hai bát. Còn có gỗ và ai mua đại đi nha, hết nha. Có 5 con, 506 thì trả 550 rồi. Đi hả? Trả 800, trả 550. Ngày qua tôi đẩy nó 8 ký rồi, muốn khóc luôn rồi. Khóc luôn hả? Được thì được rồi đó, người ta đặt nhưng ta lấy nhưng mà còn 3 ký thì ta nghe năng nghỉ lại. Năng nghỉ lại bán 700 là mình chưa lắm nữa. Qua mới 700 á, qua mới hàng lớn rồi. Khóc luôn á, vốn mà nặng nặng vốn á. Không, muốn là chợ lúc trước á, thứ bảy anh ta ngon lắm. Nó được lên mạng kìa. Càng ép cho nó lên mạng, cộng đồng mạng á. Cộng đồng mạng. Nó bán luôn, mấy con trò nó còn tôm chết mà. Ờ, tôm chết mà. Ờ, nó kêu giải cứu á, rồi miếng máu rồi. Bán tôm chết không à. À. Cháo ngon, mà nó xíu luôn có 580 nè. Cái tầm hầm mê quá, nó đứng quay hoài luôn. Bữa nay cũng không có mua được gì mà con, rồi chủ nhật quá anh đang có hồi đồ quá, rồi chỉ có cái mấy thùng mực được mua chứ mấy thùng mực đổ vô bánh keo thôi. Bữa nay chị cần xài đó nên gửi dịch vụ thôi. Thì nếu mà cái thích kênh của Đăng thì nhớ đăng ký ủng hộ Đăng để Đăng làm mới rồi con mình xem nha. Nay đi về sớm ghé chỗ mua vịt ăn mà con. Ở đây bán vịt nướng cũng ngon lắm. Chỗ anh Tài ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ Bình Điền á bà con, mình chạy tới xíu à. Có chỗ bán vịt nướng cũng ngon, thằng hay ra đây mua ăn. Vịt nướng thì ăn nó khô, nó ấy ngon hơn cái vịt quay, thằng ăn vịt quay nó dễ ngán hơn vịt nướng. Ổng gà đi ngang hoài mà ảnh đóng cửa. Bữa nay mới gặp ổng bán. Giờ không có người làm. Chỗ đèn xanh đèn đỏ. Xanh đèn đỏ cầu Bình Điền đi xuống xíu à, chỗ này các bạn ơi. Mua cái này về lại khỏi mất công đi làm cho nó lâu. Giờ làm một luôn à. Gà anh bán nhiêu con anh? Gà 150 à. 150. Anh mua con vịt anh? Con vịt. Cái quán này của anh Tài là anh quê Vĩnh Long nha bà con. Thì nãy giờ đang đứng đợi anh nướng vịt thì anh cũng có chia sẻ. Anh cũng có rất nhiều tiệm bán ở các tỉnh luôn, Bình Dương, thành phố Vĩnh Long rồi ở dưới. Ngày là anh bán lấy là khoảng 1 tấn vịt tươi cho tất cả các hệ thống của anh luôn. Anh bán cũng rất là ngon. Nên ta cũng thích ăn vịt nướng của anh lắm. Thì ra đây bữa nay tình cờ đi ra mua cũng gặp được ảnh. Ít khi nào anh đứng ngay quán lắm. Nhưng mà hôm nay cũng may mắn thì gặp được chủ chủ tiệm. Thì ở đây là cái tiệm Phú Ký ở chỗ quốc lộ 1A bà con, ngay cầu Bình Điền đi xuống. Thường thường là anh đứng ở quán nào thường xuyên nhất anh Tài? Vòng không chứ không có đứng chỗ nào chỗ à. Vòng mấy quán Bình Dương, Gạch Giá luôn. Gạch Giá luôn. Thì vậy là đi suốt luôn. Bữa nay cũng may mắn gặp anh chủ tiệm. Chứ xuống đây ăn hoài đâu có nào gặp đâu. Toàn gặp lính ảnh không à. Thì ảnh nướng ở đây rất là ngon bà con. Ảnh có chia sẻ cho Tăng là
cái nước ốp nữa, mà mốt có về nướng vịt đó với quê ăn ảnh chỉ cho. Mình vịt ở đây là không có đẫm màu nữa bà con đó, ăn rất là ngon. Gà đây nớp tự nhiên, gà này ở đây bán 150, gà tẩm muối ớt, nhưng mà ở đây mới có nướng sơ qua lửa thôi. Vừa ngày mà bán nguyên hệ thống là 1 tấn vịt là thấy dữ trời lắm nè. Nói chuyện với anh thì cũng quê ở Vĩnh Long, quê gốc anh là cái lò vịt đầu tiên của anh là ở Vĩnh Long. Thôi và bữa nay quay tới đây nên bà con đi ship đồ về cũng chưa chưa, và tới đây Tân cũng kết thúc clip nha. Nếu mà có thích kênh của Tân thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh Tân để Tân có động lực làm những clip mới cho bà con mình xem nha.